Vâng, xin được mến chào toàn thể em đã quay trở lại với kênh Tomeo. Như thường lệ, em xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể em trong cái thời gian qua đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn tin tưởng sử dụng các sản phẩm em, đặc biệt là những cái bộ mic bãi. Và trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2024, em tiếp tục lên video và xả thanh lý cho anh em rất là nhiều những cái bộ mic lẻ lô, những cái bộ mic bị ôm hàng và với một cái mức giá thậm chí chỉ từ 400.000, 500.000 một cái bộ mic hai tay thôi. Anh em đã được sở hữu một cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng để thay thế những cái bộ mic hát gia đình, anh em lắp phòng, anh em làm show, làm sự kiện. Anh em đang xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và trong vài ngày tới thì bên sẽ còn thanh lý cho anh em rất là nhiều những cái bộ mic lẻ lô như này. Ở những cái bộ mic nó lẻ 1-2 bộ hoặc là những cái bộ mic nó xấu em sẽ để cho anh em với cái mức giá chỉ từ 400.000, 500.000 một cái bộ mic thôi. Anh em có thể kết bạn vào cái số Zalo 0912 79195, cái số điện thoại thì em để ở dưới góc màn hình luôn. Và cái số điện thoại cũng như là về cái Zalo thì cũng là cùng một số luôn. Anh em có thể kết bạn vào cái số Zalo thì sẽ cập nhật tất cả những cái sản phẩm em đăng lên. Em sẽ giới thiệu qua em một chút về cái phần hình thức và tiếp theo nữa là em sẽ test tiếng và báo giá luôn. Em làm video rất là ngắn thôi, em hãy cố gắng xem kỹ sẽ là một cái bộ mic như này với cái chất lượng như vậy và đặc biệt cái giá thanh lý cho em nó có rẻ không nhé. Thì đầu tiên là em thanh lý nhanh cho em cái bộ mic số 10, thì đây là một cái bộ mic bị ôm hàng. Và cái bộ mic này thì tình trạng của nó là hai tay của nó đều là những cái tay sơn zin nhá. Đều là những cái tay sơn zin như thế này. Và dọ thì bên em cũng sơn lại rồi, em chưa nhìn nó rất là đẹp, rất là đen luôn. Và cái bộ mic này thì bây giờ em sẽ thử cho nghe qua cái tiếng của cái bộ mic số 10 và sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn vào một cái tay mic đây rồi. Sáu bảy vũ nhi nam sáu bảy. Vâng, cái tiếng của cái bộ mic này thì nó rất là lực em nhé, tiếng nó cực kỳ là lực luôn. Và em thử tiếp cái tay số 2. Sáu bảy vũ nhi nam sáu bảy vũ nhi. Vâng, và cái bộ số 10 đây, cái tiếng của nó thì quá là hay rồi. Và chỉ có một bộ thôi. Bình thường cái dòng mic này bên em bán với cái mức giá là 1.100.000 đến 1.200.000 một cái bộ mic này. Nhưng mà trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho anh em cái bộ mic số 10 này với cái mức giá chỉ còn 600.000 em nhá, 600.000 một cái bộ mic hai tay. Anh em nào chốt được cái bộ mic số 10 này với cái mức giá là 600.000 thì hãy gọi điện giúp em theo cái số là 0912 79195. Với cái mức giá 600.000 thì anh em chưa mua nổi được một cái đôi mic có dây em nhá, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic hàng bãi xịn đấy, nó đẹp nó zin như này mà chỉ có 600.000. Anh em nào chốt được cái bộ mic số 10 với cái mức giá là 600.000 thì hãy gọi điện giúp em theo cái số là 0912 79195, em để dưới góc màn hình. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 11 thì đây cũng là một cái bộ mic bị ôm hàng. Những cái bộ mic này thì mỗi một cái lô mic nó chỉ có một vài bộ bị ôm hàng thôi. Thế nên hôm nay em sẽ bỏ ra thanh lý dần cho anh em. Cái bộ mic số 11 này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Và cái tay chân của nó được bên em dọn lại rồi. Cực kỳ là đẹp em nhé. Và chống lăn chụp đuôi thì em cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em. Cái bộ mic này thì nó cũng cho ra một cái chất âm tiếng cực kỳ là dày luôn. Và hình thức của nó thì khá là đẹp. Một cái bộ mic siêu sóng đến từ nội địa của Đài Loan. Cái bộ mic số 11. Và cái bộ mic số 11 này bình thường bên em đang bán với cái mức giá là 1.100.000. Hôm nay em cũng thanh lý cho anh em với cái mức giá là 750.000 nhá. 750.000 cái bộ số 11. Em nào chốt được thì hãy gọi điện giúp em theo cái số góc màn hình. Và cái bộ mic số 12, một cái bộ mic thương hiệu quá là nổi tiếng rồi, BF Audio VIP 89. Cái dòng mic này thì em bán khá là nhiều rồi và nó cũng lẻ ra một bộ em nhé. Và cái bộ số 12 thì tình trạng của nó là tay của nó đều là những cái tay sơn zin. Cái bộ mic này thì có cả gia tốc thông minh và có cả chế độ tự ngắt tiếng thì em bao cho anh em là cực kỳ là hay luôn. Bình thường thì cái dòng mic này bên em đang bán là 1.500.000. Nhưng hôm nay thì cũng chỉ có một bộ thôi, em thanh lý cho anh em với cái mức giá là 950.000 cái bộ số 12. Đấy, có gia tốc thông minh và có chế độ tự ngắt. Màn hình của nó là màn hiển thị màu cam. Và em cũng nói thêm một chút là cái màn hình của nó thì nó hơi bị mờ một chút nhé. Nó hơi bị mờ một chút như này. Thế nên là em thanh lý cho anh em chỉ có 950.000 thôi. Anh em nào cần một cái bộ mic có gia tốc thông minh, có chế độ tự ngắt, hàng thương hiệu BF Audio. Đấy, hình thức nó như này thì hãy gọi điện giúp em theo cái số dưới góc màn hình, cái bộ số 12. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 14, một cái bộ mic hàng nội địa Đài Loan, Seng Z, mã của nó là 999 và cái quắc của nó là quắc màu đỏ nhá. Và cái tay của nó thì cũng là cái tay quắc màu đỏ luôn, em chưa? Cái bộ mic này thì nó có chế độ tự ngắt thông minh, tay sơn zin cực kỳ là đẹp. Cái bộ số 14 đây bình thường bên em đang bán với cái mức giá là 1.500.000. Nhưng mà hôm nay em cũng thanh lý cho anh em với cái mức giá chỉ còn 1.050.000 nhá. 1.050.000 nó quá là rẻ luôn. Anh em mua đâu được một cái bộ mic hàng xịn chính hãng, cái tay nó đẹp nó chất như này, tiếng hay mà chỉ có 1.050.000. Và tất cả những sản phẩm này anh em cứ nhận hàng được kiểm tra, được test thử thoải mái cho em. Nếu đúng sản phẩm tiếng hay anh em nhận, còn nếu như không đúng, không hay như quảng cáo, anh em cứ gửi lại cho em, anh em không phải mất tiền cước.
Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 15, một cái bộ mic hàng nội địa. Cái bộ mic này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi. Nghe có gia tốc thông minh, có chế độ tự ngắt. Và điều đặc biệt là tay của nó anh em chưa, cái tay vỏ của nó là vỏ sơn zin cực kỳ là đẹp luôn. Và cái dọ của nó cũng là dọ zin này. Đấy, chống lăn chụp đuôi thì cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em. Cái bộ mic này thì cái sóng của nó cực kỳ là khỏe nhá. Đấy, cái đầu thu của nó chính là cái đầu thu màu trắng số 15 ở đây. Và cái bộ mic này thì bên em đang bán với mức giá là 1.600.000, nhưng hôm nay thì cũng chỉ có một bộ thôi. Em thanh lý cho anh em với cái mức giá là 1.050.000 nhá. 1.050.000 cái bộ số 15. Anh em nào chốt được thì hãy gọi điện cho em theo cái số màn hình. Và tiếp theo nữa là đến cái bộ mic số 16 anh ạ. Một cái bộ mic số 16 thì cái tình trạng của nó là tay của nó là tay sơn zin. Đấy, cực kỳ là đẹp, cực kỳ đến chất luôn. Em quay sát cho anh em xem, cái màu của nó cực kỳ là đẹp luôn. Và cái bộ mic số 16 thì cái đầu thu của nó chính là cái đầu thu đấy IG629 ở đây. Một cái bộ mic hàng chính hãng đến từ Đài Loan. Và cái bộ mic này thì em cũng chỉ có một bộ thôi. Cái bộ mic này bình thường bên em đang bán là 1.300.000 nhá. Nhưng hôm nay thì em cũng thanh lý cho anh em với cái mức giá là 950.000. Đấy, 950.000 cái bộ mic hai tay, tay đẹp keng luôn. Anh em mua một cái bộ vỏ này cũng phải tầm 600.000 một cái bộ vỏ này rồi. Đấy, chứ đừng nói gì đến cả bộ mic mà chỉ có 950.000. Anh em nào chốt được cái bộ mic số 16 này với cái mức giá là 950.000 thì hãy gọi điện cho em theo cái số màn hình. Và cuối cùng là một cái dòng mic quá là nổi tiếng rồi, dòng mic 5SGT259. Anh em có thể tìm hiểu giúp em về cái thông tin dòng mic Beyer 5SGT259. Đây là một cái dòng mic siêu lịnh giọng, tiếng nhẹ, hát bay, có chế độ tự ngắt thông minh. Và cái mặt của nó là mặt phay nhôm, em màu vàng gold cực kỳ là đẹp, hai màn hình riêng biệt. Và cái tay của nó đây, em quay sát cho anh em xem, cực kỳ là đẹp luôn, tay da cá. Đấy, và chống lăn chụp đuôi em cũng tặng kèm đầy đủ cho anh em. Cái bộ mic này thì em đảm bảo với anh em rằng cái tiếng của nó cực kỳ là nhẹ, sóng cực kỳ là khỏe ổn định và rất là tiết kiệm pin. Cái dòng mic này cái giá mới của nó dao động từ 7 đến 8 triệu nhá, chứ không hề rẻ đâu. Và hàng bãi thì những cái bộ mic này đang bán với cái mức giá là 1.800.000 đến 1.900.000 một cái bộ mic này. Nhưng mà trong cái video này thì em cũng thanh lý cho anh em nhanh với cái mức giá là 1.400.000 cái bộ mic số 17 nhá. 1.400.000 cái bộ mic số 17. Anh em nào chốt được thì hãy gọi điện cho em theo cái số góc màn hình. Và em cũng nhắc lại thêm một lần nữa là tất cả những sản phẩm này anh em nhận hàng được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay anh em nhận. Còn nếu như không hay, không đúng, anh em cứ gửi lại cho em. Và ngoài chế độ bảo hành 3 tháng ra thì em sẽ hỗ trợ cho em trọn đời mua bất kỳ một cái sản phẩm nào bên em. Và trong thời gian tới thì em sẽ còn thanh lý cho em rất là nhiều những cái bộ mic nhả lô như này với cái mức giá chỉ từ 400.000, 500.000 một cái bộ mic thôi. Anh em có thể kết bạn vào cái số Zalo 0912 79 15, hoặc anh em có thể đăng ký kênh, ấn nút chuông để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.